ta, ngôn sứ bướng bỉnh. Zona sinh tại làng Gat Hepe, cách làng Nazareth độ 1 tiếng đi bộ. Theo truyền thuyết Do Thái, thì ông là con của bà quá Sarepta, người đã được ngôn sứ Elia cho hồi sinh. Chúng ta không có biết thực sự vậy không, nhưng có thể ông là môn đệ của đại ngôn sứ Elisa và là người làm ngôn sứ kế nghiệp ông này. Jonah sống dưới thời vua Jeroboam đệ nhị và phụ giúp nhà vua trong việc làm cho vương quốc miền Bắc trở nên hùng mạnh và thịnh vượng. Jonah là một chính khách danh tiếng. Nửa thế kỷ trước, chúng ta sống trong thời cổ đại có thành kiến về cuốn sách này, đến nỗi chúng ta không thể mở cuốn sách này ra đọc mà không nghĩ đến con cá. Người ta quá bận rộn xem xét đo đạc về bụng con cá đã nuốt Jonah, nên không còn thời gian để đào sâu giáo huấn của cuốn sách. Jonah, nhân vật chính của cuốn sách cùng tên là một tiên tri hành quân sứ ở vương quốc miền Bắc Israel. Ông nhận được lệnh của Thiên Chúa phải đi giao giảng sự sám hối cho dân thành Ninive đầy tội lỗi mà Chúa đã định trừng phạt vì tội của họ. Để lánh mặt Chúa, thay vì đến Ninive, ông lấy tàu theo một hướng khác đến Tarsis. Chúa cho một trận cuồng phong nổi lên khi thủy thủ vô cùng sợ hãi. Họ nghĩ rằng trên tàu có kẻ có tội khiến thần thánh nổi giận trừng phạt. Gieo quẻ thì quả rơi trúng Jonah. Ông biết tội mình và tự đề nghị người ta ném mình xuống biển, thế là sóng yên biển lặng. Thế rồi một con cá lớn nuốt ông vào bụng. Nằm trong bụng cá, ông đọc một thánh vịnh cầu xin Chúa cứu giúp trong cơn ngặt nghèo. Sau 3 ngày, con cá mở ông ra lên đất liền. Thiên Chúa lại gọi ông một lần nữa, và lần này ông vâng lời đi giao giảng cho thành Ninive, nhưng là một cách miễn cưỡng. Nhà vua và dân chúng nghe lời giao giảng của ông và mau mắn làm việc đền tội. Chúa hối tiếc về tai họa Ngài tuyên bố sẽ giáng xuống trên họ và đã dung tha cho họ. Kết quả này khiến Jonah bực mình, tiên tri trách Chúa về việc Chúa đã làm, và ông muốn chết quách cho rồi. Ông đi ra ngoài thành, ngồi chờ xem việc gì sẽ xảy ra trong thành. Chúa cho một cây thầu dầu mọc lên che bóng mát cho ông, và ông rất vui. Nhưng hôm sau, Chúa cho cây ấy bị khô héo, khiến ông lại nổi giận và xin Chúa cất mạng sống mình đi. Chúa giải thích cho Jonah nhận ra cơn giận của ông là vô lý. Nếu ông giận chỉ vì một cây thầu dầu không đáng giá chi, và ông cũng chẳng mất công gieo trồng và chăm bón, thì chẳng lẽ Thiên Chúa không thương hại thành phố Ninive rộng lớn mà cứ để cho nó bị hủy diệt sao? Lời giao giảng của Jonah giúp dân Ninive tỉnh thức, mau mắn sám hối và nhận được sự thương xót thứ tha của Thiên Chúa. Người ta xem Jonah thật là dấu lạ được gửi đến cho thành Ninive. Nhưng trong câu chuyện về Jonah trên, chúng ta không chỉ thấy một dấu lạ Jonah dành cho dân thành Ninive, mà chúng ta còn nhận ra thánh ý của Thiên Chúa là dấu lạ cho chính Jonah. Thiên Chúa muốn ông thực hiện một việc tốt đẹp, đi thẳng đến Ninive, kêu gọi người dân tội lỗi trong thành sám hối để được Thiên Chúa thứ tha. Ông đã từ chối đi con đường thẳng do Thiên Chúa vạch ra, mà đi vòng để trốn tránh huấn lệnh của Ngài. Nhưng Jonah đã lầm lạc khi tưởng rằng có thể trốn xa khỏi Thiên Chúa khi đi con đường vòng. Quả thực, hành trình chạy trốn của ông được vẽ bằng những đường vòng vo, lên tàu trốn sang hướng ngược lại, hướng đi thành Ninive. Tưởng đã được yên thân, ai ngờ lại bị ném xuống biển. Ông ẩn mình trong một tập thể hầu lánh xa khỏi thánh ý Thiên Chúa, nhưng lại bị chính tập thể đó xua đuổi, loại bỏ. Rơi xuống đại dương, ông nằm trong tay của một thế lực đen tối nguy hiểm. Theo quan niệm của người Do Thái, biển cả là nơi trú ngụ của ma quỷ sử dữ. Jonah bất lực trước sức mạnh không thể chống cưỡng của sử dữ, thậm chí ông còn bị thế lực đó nuốt chửng. Thế là hết. Jonah đành buộc ruồi, tuyệt vọng, bỏ mặc cho số phận. Không, cuộc đời nhà tiên tri không kết cuộc cách vô nghĩa như thế. Thiên Chúa đã cứu vớt ông ra khỏi hiểm họa nguy tử. Con cá to lớn đã giữ ông trong bụng 3 ngày, thì nay lại nhả ông vào bờ an toàn. Lúc này, có thể thấy một Jonah mới biết khiêm tốn và vâng phục Thiên Chúa hơn.
vì chấp nhận lên đường vào Ninive mà giao giảng. Tuy nhiên, Jonah vẫn chưa nhận ra Thiên Chúa là dấu lạ cho chính ông, vì ông còn thực hiện ý Chúa một cách miễn cưỡng. Chỉ đến khi Jonah được Thiên Chúa thức tỉnh rằng ông thương tiếc cây thầu dầu giá trị không là bao, cũng chẳng do ông trồng tỉa và chăm sóc, trong khi đó lại chẳng tỏ ra nhân từ, khoan dung, độ lượng với đám dân tội lỗi nhưng đã kịp thống hối ăn năn. Điều đó chẳng phải là vô lý quá ư? Đến đây, chúng ta mới nhìn thấy khuôn mặt Jonah ngạch ra, tẽn tỏ, xấu hổ. Ông đã nhận ra bài học quý giá mà Thiên Chúa dành cho chính ông, chứ không hẳn là dành cho dân Ninive. Bài học về sự khiêm tốn, nhân từ và khoan dung. Thế đấy, Thiên Chúa tạo nên đường thẳng từ những đường cong, cách lạ lùng, huyền nhiệm, vượt quá tính toán và trí hiểu của con người. Chạy trốn thánh ý Thiên Chúa, Jonah tưởng có thể yên thân khi tìm sự lành theo ý riêng mình. Nào ngờ chỉ toàn gặp phải hiểm nguy, đau khổ và thất bại. Thiên Chúa sử dụng chính những nét vẽ vòng vo của Jonah để kể lại một con đường thẳng đưa đến hạnh phúc. Ắt hẳn kết thúc câu chuyện của Jonah chính là nụ cười giác ngộ của ông. Chuyện tiên tri Jonah chứa được nhiều bài học luôn hợp thời liên quan tới sứ mạng loan báo tin mừng cứu độ của người Kitô hữu. Ông Jonah đã tuyên xưng trước mặt Chúa rằng Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, và hối tiếc vì đã giáng họa. Nhưng trong thực tế, ông lại muốn Thiên Chúa tỏ lòng nhân hậu một cách có trọn lọc. Chúa thương ai, cứu ai cũng được, nhưng với bọn Ninive xấu xa này thì đừng. Còn hơn dân Do Thái và Jonah xưa, người Kitô hữu chúng ta ngày nay, nhờ mặc khải trọn vẹn và dứt khoát của Chúa Giêsu Kitô, còn biết rõ, biết cụ thể hơn thế nào là một Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ hết thảy mọi người, mọi dân tộc. Ngài là Cha chung của mọi người, và chúng ta phải có lòng nhân từ như Ngài. Nhưng trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cũng hành động như họ. Chúng ta cũng muốn Chúa đứng về phía chúng ta mà cư xử với những ai chúng ta đánh giá là xấu, hoặc thuộc nghịch với ta, hoặc không thể thương nổi. Chúng ta muốn tìm những ngoại lệ, những trường hợp để loại trừ theo tiêu chuẩn của ta, của phe nhóm ta, không phải tiêu chuẩn của Chúa, của tin mừng. Thậm chí chúng ta còn phê phán những ai trong chúng ta không suy nghĩ như mình. Chuyện ông Jonah cho ta một bài học khác nữa. Lần thứ hai được Thiên Chúa bảo đi giao giảng cho Ninive, nhà tiên tri biết là không thể thoát khỏi Thiên Chúa được nên đã vâng lời ra đi. Ông đã giao giảng một cách miễn cưỡng, chắc chắn không thể mạnh mẽ hùng hồn. Tuy thế, lời giảng của ông vẫn có tác dụng tích cực và lập tức. Vậy kết quả đó không phải do bản thân ông, nhưng do sức mạnh của lời Chúa. Tiên tri hay ngôn sứ là người phát ngôn của Chúa. Ông chỉ là công cụ, dù là công cụ có tự do. Bài học ở đây là người loan báo tin mừng hãy tin vào sức mạnh của lời. Và nếu thành công, đừng nghĩ là do tài ba đức độ của mình. Đằng khác, người giao giảng không được ngã lòng về bất cứ ai cả. Khi họ ngã lòng thì thường là vì họ đánh giá người khác theo tiêu chuẩn riêng của mình, nhưng tư tưởng con người không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Chuyện Jonah cũng nhắc nhở chúng ta, đạo Công giáo là đạo chung cho mọi người, đạo phổ quát. Giáo hội Công giáo là một cộng đồng mở ra với mọi nền văn hóa, mọi dân tộc. Chúa đã chọn dân Do Thái làm dân riêng của Ngài, nhưng là để thực hiện ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Nhưng nhiều khi họ đã để cho chủ nghĩa dân tộc che khuất sứ mạng tôn giáo phổ quát ấy. Ngày nay và mọi thời đại, các cộng đồng Kitô hữu chúng ta cũng thường bị cám dỗ sống khép kín, lo củng cố nội bộ, lo bảo vệ tổ chức của mình, loay hoay không ngừng với những vấn đề nội bộ, không biết đến hoặc không bàn tới những vấn đề lớn của xã hội bao quanh. Hậu quả là những vấn đề nhỏ nhen dễ dàng nảy sinh và sức tỏa sáng của đời sống chúng ta giảm dần. Ao tù, nước động thường chứa nhiều mầm bệnh hơn dòng nước chảy hay cái ao cửa rộng thông ra ngoài. Cám dỗ này thường gặp trong một môi trường thuộc nghịch với đạo, nhưng ngược lại, một môi trường quá thuận lợi, nhiều tự do, nhiều phương tiện vật chất, nhiều quyền lợi, cũng có thể là mảnh đất tốt cho nó xuất hiện
và đánh bại người ta khi họ sớm hài lòng về những thành tích bề ngoài đạt được. Tinh thần truyền giáo dễ bị lãng quên, bị mai một hoặc bị hiểu sai khi người ta đồng hóa với nó với tinh thần chinh phục, bành trướng, phô trương, vốn còn khá sâu đậm nơi Công giáo Việt Nam ta nói chung. Chúng ta dễ lầm tưởng rằng nước Chúa chỉ đến khi thanh thế của cộng đoàn chúng ta được biểu dương. Cũng như Giáo hoàng Gioan Paulo II nghe nói đại ý rằng đức tin càng được ban phát càng được nhân lên gấp bội, nghĩa là cho không giảm không mất nhưng lại mạnh thêm tăng thêm.